cô ta quất không trượt phát nào và chui một phát vào T30 gần 3 năm. Xong đến khi cô ra tù là cô lại lộng ngôn lộng hành và cô lại khao khát được lên đỉnh. Cho nên là cô ta tuyên bố là cô ta quất một phát là không trượt phát nào. Đấy, và sắp tới anh chị em sẽ lắng nghe xem cô quất như thế nào. Và riêng cô Trung Bay mà quất thầy tao không trượt phát nào thì tao sẽ quất cô mày bay một phát vào trại giam T30 hơn 20 năm nữa. Cho nó chất, đúng không anh chị em nào? Ủng hộ thả tim, chia sẻ livestream nha. Đúng rồi, cái nick kia bay màu rồi, con Hoàng Kim Dung. Rồi mày có bị thần kinh không vậy? Thầy của mày cơ đấy. Mẹ lúc trước giờ tao đâu có thấy mày nói cái gì đâu ta. Ừ. Rồi mày quất được ai vào 20 năm? Hay là mày chuẩn bị vào đó 20 năm? Mà sao tóc tai cứ xù xù lên như con điên vậy? Hử? Mấy lâu nay chuyển chồng toàn chuyển được chó béc dê với mấy con chó bự bự nên là hơi mệt à? Hay sao vậy? Rồi mày không nói không ai bảo mày câm đâu. Nhá. Mẹ mày 3 giờ ăn cơm mới ăn cờ vậy. Tao thấy mày ngu quá, càng ngày càng nói càng ngu. Rồi giữ vậy sao? Dạo này không bán được cái khóa học online, không lừa được ai nữa, bắt đầu hơi bắt đầu tóc lù xù đó rồi nhỉ. Bề đặt là tư vấn à gì, tranh chấp đất đai đồ ha. Mẹ mày, chỉ có những thằng ngu nó mới nói chuyện với mày và chơi với mày thôi. Còn cứ cố gắng cày cái nick này tiếp đi nhá. Xong lại bay màu tiếp à? Mày thì cũng đến thế thôi. Để vào thăm chị Ni xem chị Ni gần về chưa. Hỏi chị Ni quan hệ trong đấy có tốt không, cho em buồn để em vào. Hơn nữa tao nhớ không nhầm thì cô Hằng cô có làm đến thằng cha con mẹ mà đụng tới gia đình dòng họ nhà mày đâu ta. Rồi mày cứ bám vào người ta mày câu view câu like làm chi vậy Hoàng Kim Dung. Tìm việc khác mà làm đi nhá. Mẹ mày, mày bị giống như một con điên. Cái bản mặt thì như cái bồn cầu mà cứ ham nói.